có một cái điều anh khang biết gì không Dì. mình mình quen mình thương mình thích một cái người nào đó vì cái điểm gì đó thì chính cái điểm đó sẽ giết chết mình sau khi kết hôn giết chết là giết theo kiểu ngọt ngào hay là giết theo kiểu đau đớn đau đớn ạ à? đau đớn dạ có nghĩa là chồng của em là một cái người rất là hài hước và luôn luôn khó đoán trong những câu chuyện thì về lấy ảnh rồi xong thì nó như thế nào à chồng em là một người ạ thông minh à, nói hay à. nói cái cách truyền đạt của ảnh làm cho người ta cảm thấy thu hút và thú ừ, vị ừ. em bị chết bởi cái đó ừ. trước khi cưới thế là ảnh cũng là người cái hiểu biết cũng rộng cho nên là à, khi mà yêu nhau thì em có lỡ nói một cái câu anh ơi em nguyện lòng suốt một cuộc đời này em sẽ dở tệ để được anh chỉ bảo mới yêu mà Lúc nói chuyện lãng mạn đồ cái kiểu xong rồi cưới nhau về xong Ngày nào cũng, vậy. Dạy cũng dạy. Dạy không? Dạy không? Cho luôn. trả lời luôn. Anh. Cho trả lời luôn. Trời ơi, cái gì cũng bắt là phải nghe anh, nghe anh, nghe anh hết. Ừ. Cho nên là hả, em cũng bị trầm cảm một khoảng thời gian ừ. là mình mình không mình không trả lời lại được, mình không nói lại được ừ. là tại vì thực ra là ổng nói chuyện rất là hay. Ổng ừ. học chuyên văn mà ổng lại giỏi toán nữa ừ. cho nên là nói chuyện rất là logic á. Ảnh sai. Mình muốn nói cho anh biết là ảnh đang sai, ảnh nói nó 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 nói, nó nó nói, 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 nói chút xíu, tự nhiên cái ổng đúng mình sai ừ trời ơi không hiểu cái cảm giác đó không anh biết cái vụ đó nhưng mà nếu mà vậy thì uh, em đã phải uh, uh, tạm gọi là dung hòa cái tính cách của mình để mà thích nghi được với ông xã của em nhưng mà đúng em thấy không cuộc đời mà ghét của nào trời trao của dạ. đó thấy <laughs> không